nhóm Đinh Thập Tự mến chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời mọi người nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con. Kính thưa cộng đoàn, Tổng giáo phận Hà Nội của chúng ta luôn liên lỉ cầu nguyện xin cho có nhiều ơn gọi, xin cho có nhiều linh mục, nhiều thợ gặt để gặt lúa trên cánh đồng lúa chín là địa bàn Tổng giáo phận. Hôm nay, gia đình Tổng giáo phận Hà Nội hân hoan vì có 11 thầy phó tế được lãnh nhận thiên chức linh mục trong thánh lễ trọng thể này. Tâm tình trên đây của Đức Tổng giám mục Giuse cũng là tâm tình và niềm vui của mọi thành phần dân Chúa hiện diện trong thánh lễ chuyển chức cho 11 thầy phó tế. Thánh lễ được diễn ra trọng thể vào lúc 09 giờ 30 phút thứ Bảy, ngày 3 tháng 12 năm 2022. Tại giáo xứ Đại Ơn thuộc giáo hạt Thanh Oai. Hiệp thông trong thánh lễ có sự hiện diện của Đức Hồng y Phêrô, Đức cha Lorenzo, cha tổng đại diện Anton, quý cha quản hạt, quý cha giáo đại chủng viện, quý cha trong và ngoài tổng giáo phận, quý nam nữ tu sĩ, ông bà cố và quý thân nhân của các tiến chức cùng cộng đoàn dân Chúa. Năm nay, giáo xứ Đại Ơn được bề trên giáo phận chọn làm địa điểm cử hành thánh lễ chuyển chức linh mục. Sự kiện này trở thành niềm vui lớn đối với giáo xứ, bởi đây là lần đầu tiên nơi đây được vinh dự tổ chức một thánh lễ trọng đại của Tổng giáo phận. Từ khắp các ngả đường, những bước chân hân hoan tiến về nhà thờ giáo xứ để chia sẻ niềm vui và hiệp thông cầu nguyện đặc biệt cho các tân chức. Nghi thức phong chức linh mục được cử hành sau phần công bố tin mừng với 3 phần: nghi thức mở đầu, nghi thức phong chức và nghi thức diễn nghĩa. Trong nghi thức mở đầu, cha Thomas Aquino Nguyễn Xuân Thủy, đặc trách ơn gọi Tổng giáo phận, đã xướng tên 11 thầy phó tế được tiến chức linh mục hôm nay. Đáp lại lời mời gọi, các tiến chức lần lượt thưa có mặt trước sự chứng kiến của toàn thể cộng đoàn. Kế đó, cha Thomas Aquino thỉnh cầu Đức Tổng giám mục Giuse chuyển chức linh mục cho 11 thầy phó tế. Trong bài chia sẻ, Đức Tổng giám mục Giuse nhắn nhủ các tiến chức: ngày hôm nay để lại một dấu ấn không phai mờ trong cuộc đời và trong tâm hồn của anh em. Lễ nghi hôm nay được cử hành hết sức long trọng, tất cả mọi thành phần hiện diện đều vui mừng trong ngày anh em được đón nhận thiên chức linh mục. Anh em hãy lắng nghe lời khuyên của Thánh Phaolô nói với Timôthê trong bài sách thánh thứ hai. Anh em hãy suy tư những lời căn dặn của Thánh Phaolô đối với Timôthê. Ngài nói, hãy tránh xa những lý luận phức tạp, vô ích. Hãy cố gắng để trở nên người công chính. Hãy hiền dịu với mọi người và hãy cố gắng nối kết với mọi người trong tình thân thương. Anh hãy đối xử với mọi người với lòng nhân ái, với trái tim hiền dịu và như thế anh đạt được sự trọn lành của môn đệ Đức Giê-xu. Đồng thời, qua những gì Thánh Phaolô nói với Timôthê, Đức Tổng giám mục Giuse cũng mời gọi các tiến chức tìm được lẽ sống cho chính mình để xây dựng một hình ảnh linh mục ngay từ những giây phút đầu. Đó là con người của hiệp thông với Thiên Chúa, hiệp thông với anh chị em mình, xây dựng tình hiệp thông trong cộng đoàn và góp phần xây dựng tình hiệp thông trong giáo hội. Kết thúc bài chia sẻ, Đức Tổng giám mục Giuse đã thẩm vấn các ứng viên tiến chức linh mục, cùng với đó là lời tuyên hứa của các tiến chức trước mặt Đức Giám mục và Cộng đoàn Dân Chúa. Trước ân ban cao cả mà Thiên Chúa ban tặng qua thiên chức linh mục, các tiến chức đã khiêm tốn phủ phục xin các thánh chuyển cầu qua kinh cầu các thánh. Nghi thức chính yếu của bí tích chuyển chức tiếp diễn với việc các tiến chức tiến lên quỳ trước mặt Đức Tổng giám mục Giuse để Ngài đặt tay chuyển chức và đọc lời nguyện phong chức. Việc đặt tay mang dấu hiệu tuyển chọn và thông ban Chúa Thánh Thần. Nhờ đó, tiến chức được nên một với Đức Kitô, chính thức là linh mục của Chúa. Sau khi vị chủ phong đặt tay, các linh mục đồng tế lần lượt đặt tay trên các tân chức, nói lên sự hiệp thông đón nhận các tân chức vào linh mục đoàn. Tiếp đến là nghi thức diễn nghĩa của bí tích truyền chức linh mục, bao gồm các cử hành, mặc phẩm phục, sức dầu bàn tay và trao chén thánh. Nghi thức truyền chức khép lại với việc Đức Tổng giám mục Giuse và đại diện linh mục đoàn trao ban bình an cho các tiến chức. Thánh lễ được tiếp diễn sốt sáng với phần phụng vụ thánh thể như thường lệ. Các tiến chức được cử hành hy tế đầu đời trong niềm vui rạt rào ơn phúc. Được biết,
11 tân chức linh mục hôm nay thuộc khóa 19 của Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Trong đó, có 2 tân chức đã theo học tại chủng viện quốc tế Bidasoa, Tây Ban Nha, 1 tân chức theo học tại chủng viện Thánh Gioan, giáo phận Boston, Hoa Kỳ, 1 tân chức theo học tại chủng viện quốc tế Sidi Sapientiae, Roma. Với thánh lễ chuyển chức linh mục hôm nay, đã nâng tổng số linh mục đoàn hiện tại của Tổng giáo phận Hà Nội lên tròn 200 vị. Trong tâm tình cảm tạ hồng ân thánh chức, 11 tân linh mục sẽ cùng dâng thánh lễ tạ ơn tại quê hương của mình vào thứ Hai ngày 5 tháng 12 năm 2022. Chúng ta cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho các tân linh mục được nhiệt tâm sốt sáng trong thánh chức. Amen. Cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.